Để em quay xuống sông quay được rồi. Anh Tống hả? Thầy Tống không? Thầy Tống không? Anh thấy anh Tống không? Dạ. Đúng không? Ờ, đúng rồi. Ờ, thấy tôi nhớ hay không? Dạ. Thấy tôi nhớ hay không? Dạ. Biết ai không? Cậu là Tống Hồ phải không? À, đúng rồi. À, lâu quá không gặp anh, lâu quá mà tôi còn nhớ mặt anh đó. Bây giờ khỏe không? Cũng khỏe, khỏe. À, cái này cũng giờ hưu quá, cho tới mẹ đó. À, anh muốn tuổi bây giờ, tôi đoán coi, anh giờ khoảng khoảng 70 à? À, 89. Đúng rồi, anh là em của chị Chào. Dạ. À, giờ, ơi chào anh ơi, chị Chào cũng 71 hả? À, anh chứ, Thanh á, anh bao nhiêu? Hả? Tuổi Thanh á. Tuổi Thanh, chắc vậy. À, còn anh hay đỡ? Cũng chết rồi, ba tôi chết rồi. Ồ, anh hai anh nào ông hai tới. Anh tới. Ờ, đấy, à, mấy tuổi? Mấy tuổi? À ổng 80. Mà mấy tuổi? Hả? À, mấy tuổi? Ổng cũng 70 mấy à. Mấy mấy. À, anh tới rồi rồi. Rồi còn Lanh. Hả? À. Lanh mấy tuổi? Lanh con tới phải không? Ừ. À, nó cũng 4 mấy 50 rồi. 4 mấy 50. Dạ. Còn còn con thằng cái gì? Tùng hả? Trồn hả gì? Trồn. Trồn, ờ trồn lớn à. Trồn cũng năm mấy à? Phi công gì đó. Hả? Có phi công á. Phi công à? Ừ. Năm mấy rồi à? Dạ chết rồi. Ồn lắm hả? Ừ, hồi rồi nó quản gì chết luôn. Ồ, nó quản gì chết luôn. Ồ, Lanh là lẹ nữa. Lanh lẹ mướt. Ok, lâu quá không gặp anh có gia đình không? Hả? Anh có gia đình không? Không có gì. Anh có gia đình không? Có. Rồi, mấy con? Bốn đứa là có chồng anh hai còn hai. Ờ à, hai đứa. À, anh giờ về hưu rồi không làm gì hết. Trời. Hết làm ruộng rồi. À, mấy nhỏ mặn đó nó gửi tiền về ngoài công ty ngoài tới nên đó. À, tháng à, mấy triệu. À, vậy cho anh xài. À, vậy được rồi, tốt rồi. Mua cái này nắng đầu quá thôi không nghỉ đâu. À, anh giờ lớn tuổi rồi còn làm gì được nữa. Để nó không cho hổ nghèo là bệnh cái nữa. À, hả? Cho hộ nghèo vô bên khu cư bệnh cái nhà anh á. Ồ vậy nè. Ồ vậy tốt quá, anh không bị đất lỡ rồi sao bị được hưởng? Bị hộ nghèo, không có đất. Ờ đất hờ. Ờ vậy tốt. Đó tôi đâu có vô đâu. Mấy ông nhà nước cua tôi vô đâu để mà chiều người ta giả tổ rồi xong rồi chỗ đâu nở. Ờ. À, thấy vậy chứ tới chỗ mấy ông muốn đuổi vô đuổi á. Thấy mấy ông kêu lại tôi vô. Cái sông này bây giờ nó cạn nước anh. Ờ nó bầu. Bồi. Bây giờ mấy ông múc con dưới bảo tốt nghiệp nó múc rồi sao tới giờ mà chưa thấy gì chứ. À, chưa thấy tính múc múc rồi cho nó nước nhiều hơn. Trời, chứ chứ mà lần tôi ở đây đó nước đâu đây mà chạy bên kia nước chảy đó, nước lở đất lở vô tới đây nè nhớ không mùng năm tháng năm đó trời nước chảy rồi tôi lấy cái chuối đó tôi bơi. Bây giờ hết nước nó không còn chảy nữa. Phải nó làm bà kè nó trâu nó đưa qua vậy nè. Nó gần với chắc tụi Trung Quốc họ Đà Lạt mới đập á là hết nước. Ừ. Để xuống này tôi coi nước này sao. Dạ. Đây sông hồ Hồ Giang hồi đó nước nhiều lắm bây giờ còn có nhiêu đây này chào chị. Thứ sáu mới về bữa nay chiều nay đi rồi. Dạ bà đi tới phi đi chơi bà tới phi phi tân kia bà về Mỹ tôi đảo về đây chơi tâm linh. Dạ ai gì anh ai gì chú hai gặp chú là con đi theo ông nè. Dạ. Dạ con cháu đi chú hai ông mở hàng nhanh lẹ lắm chú hai ơi. Rồi lấy cái đám này em tắt máy anh nói lần phải lộ vô đó à, rồi, rồi,
Đừng để bây giờ chứ thầy. Dạ. Này nước mưa chứ thầy, nước gặp anh. Vì mưa nhiều đó, mưa nhiều nó mới ngập gì vậy chứ. Mấy đá nó lớn lắm á. Ồ vậy à. Mà nhờ mấy đá mưa này mấy chỗ mà không có nước uống đó. Ờ. Như cái này ngập mặn này kia đó. Ờ. Đã nó đi. Ủa bây giờ nó ngập ngập quá ha. Có xịt cỏ để chết hết. Ok, đủ cũng tốt hả? Này này hai cái nhang của cái tiếng anh ha. Ok. Dạ. Đi lấy dầu.